Chào cả nhà nha, nhân ngày lễ Vu Lan. Hôm nay đi chùa. Đây là chùa An Phước quê tôi. Đi đâu phải trở về quê nhà. Nhẫn qua thì đông, bữa nay thì ít người rồi. Ủa, ấy đi Vũng Tàu về ghé luôn, mày làm gì đây? Ừ, đi xe du lịch đó hả? Ừ. Mới quay phim không có coi con. Bữa ngào nay lớn chở ngoại vô luôn ha. Dạ. Hả? Đi Vũng Tàu hai bữa nay. Tối ngủ ngoài chùa Đồng Bồng Lai ngoài á. Cái này là bánh nước khô bánh nhang. Đây là nhà sạch sẽ đây nè. Chùa này người ta còn gọi là chùa Vinh Âm ngày xưa, giờ có tên là An Phước. Cầu nguyện Phật Bà cho dân chúng được bình an, cho gia đình cả thế gian dồi dào sức khỏe, sống an lạc. Đẹp quá. Đây này là chánh điện ở nhà. Đây mát quá. Nhà nơi đây còn một cái phần đất rộng nè. Mấy cái cây này có cái rễ nó xoắn nè. Mấy đứa trẻ hay vô đây leo trèo đánh đu.
rễ cây xanh lâu năm với cả nhà, quấn hay là con rắn nè. Đó, cả nhà nhìn hình đẹp không? Có xinh xăm không? Bữa nay tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại nha. Một mùa vu lan thật ấm áp bên gia đình.